Hello, xin chào tất cả mọi người. Chúc tất cả anh em một ngày mới ở chim cò căng cứng nha. Thì ngày hôm tối hôm qua mình có đi mua cái lồng này mọi người. Thì mình có up lên tin tắc cộng đồng thì rất là nhiều anh em hỏi là cái lồng này bao nhiêu tiền. Đó thì cái này mình mua giùm cho mình cho mua giùm cho một đứa em ở Bình Định. Nói chung là cũng khá gần chỗ mình mọi người. Thì cái lồng này 1.400.000, 1.400.000 mua mấy cái đồ linh tinh nữa là mua mấy cái đồ linh tinh cống cám rồi mấy cái đồ linh tinh nữa là 1.500.000 mọi người. Lồng này nè, nắp đồng, lồng tre, nói chung lồng này thì khá là đẹp nhưng mà nó ở cái mức độ gọi là xài được thôi chứ còn nếu mà nói để mà xịn thì chưa xịn đâu mọi người. Tại vì lồng xịn đó là mình phải đặt thợ làm thì người ta sẽ chọn tre rất là già và người ta sẽ những cái nan nè người ta lựa cũng tre già và người ta sẽ làm nó kỹ lưỡng hơn. Còn cái này là ở mức độ gọi là xài ok. Nói chung như vậy là 1.400.000 áo lồng cống với lại ba cái đồ linh tinh nữa là 1.500.000 đây mọi người. 1.500.000, nói chung 1.500.000 cỡ này thì xài quá là ngon rồi đó. Bây giờ thì mình gắn cống rồi xong xuôi hết rồi. Tí xíu nữa mình gửi cho một đứa em ở Bình Định mọi người. Rồi, xong rồi. Ok. À, còn cái bịch cám hiển này á, là hồi tối có mình đọc bình luận có mấy bạn hỏi là ủa anh xài cám hiển hả? Thì cái cám hiển này là mình mua chung với cái lồng này để cho gửi cho cái đứa em. Còn nhà mình thì không xài cám hiển nha. Đó. Với lại là có nhiều bạn hỏi cái cây lan của mình nữa. Đó, đây là cây lan của mình đây mọi người. Đó, anh em mọi người biết là cái thời gian qua là coi như là lan mà năm cánh trắng, lan đột biến á, là giá ghê lắm á mọi người. Thì ở trên thị trường là nó có hả năm cánh trắng Bảo Di nè, Phú Thọ nè, cái gì tùm lum hết. Nhưng mà cái hoa đây là của mình trồng, cho nên là mình đặt nó là, mà cái này nó không phải năm cánh trắng nữa chứ, cái này nó năm cánh tím mọi người, năm cánh hồng. Đó, cái lan này là như người ta đo bằng cm á mọi người. 27 cm. Mình nhớ là cái thời gian trước là lan là 1 cm là mấy triệu á mọi người. Đó, hiện tại thì mình có hai cái giò lan này là không phải là lan đột biến nha mọi người. Nhưng mà lan này là do mình trồng. Đó, cái này mình đặt là 5 cánh tím quất cà tưng. Đó thì bạn nào mà hả thích thì liên hệ mình nha. Hai cái giò này nếu mà bán, mình bán chắc cũng người ta bán vài tỷ, mình bán vài trăm ngàn thôi mọi người. Đó mọi người. Nè lan thường nha, lan thường nhưng mà cũng rất là đẹp rồi. Rồi bây giờ hả vô vấn đề chính nha mọi người. Thì hôm bữa giờ khá là nhiều bạn hỏi mình là chế độ tập lực này kia khác nọ. Thì thực chất ra tập lực thì nó cũng khá là đơn giản mọi người. Cho nên thôi cái video ngày hôm nay mình nói về cái vấn đề tập lực và màu nha. Đây như anh em mọi người cũng thấy nè, mình cho tập lực thì mình cho con chim của mình ăn nửa cái cam và nước và thêm vài con cào cào cám. Nó chỉ đơn giản vậy thôi mọi người. Cái lồng này thì cái lồng 80, lồng 80 tùy anh em thôi, anh em mọi người có thể cho lồng mét 2 cũng được. Còn mình thì mình xài cái lồng 80 này, nó nhỏ gọn, lồng gỗ. Đó, thì mình cho nó tập lực thì ăn cam nè, uống nước nè, ăn vài cào cào nè, cộng với lại là cám. Đó, nó chỉ đơn giản thôi mọi người. Thì thay bằng sáng mình phơi nửa tiếng, đó thì mình cũng phơi nắng nửa tiếng nhưng mà phơi trong lồng lực. Đó, thì nó như vậy nó là tập lực. Còn nhưng mà anh em mọi người lưu ý nha, cái con chim chào màu mà tập lực á thì ví dụ như là mình
cái lịch đi thi đi 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 giật vàng, ví dụ ơi, mình ví dụ một chuyến cà phê nha, cái lịch đi giật vàng là chủ nhật hàng tuần thì anh em mọi người cho tập lực á, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ hai, thứ ba, thứ tư, rồi thứ năm, thứ sáu, thứ bảy thì mình vô lòng nhỏ, rồi chủ nhật thì mình xách đi vàng chơi cà phê. Đó, nó đơn giản đó thôi mọi người. Còn mà cái vấn đề chim thi hay là này kia nọ thì nó cũng dạng dạng, nó tương tự như vậy. Thì anh em nào mà đã biết chơi chim thi rồi thì cái đó anh em tự cân đối. Tại vì nó tùy vào con chim, nó tùy vào cái sức khỏe, nó tùy vào nhiều cái yếu tố khác. Chứ còn mình nói ra là mình nói ra để cho anh em mọi người hiểu tương đối thôi. Tức là con chim mà chủ nhật đi đấu đi giật vàng thì mình cho tập lực thứ hai, thứ ba, thứ tư thôi. Thứ năm, thứ sáu, thứ bảy mình vô lòng nhỏ cho nó nghỉ 3 ngày, và ngày chủ nhật là cái ngày thứ tư là nó sẽ đi giật vàng. Đó, thì chứ còn anh em mọi người mà cho nó nhảy lực mà tới ngày thứ bảy luôn á, rồi bắt đầu là chủ nhật mình đi giật vàng thì con chim nó sẽ rảo, nó sẽ rất là yếu. Đó, cái này là mình nói chung chung nha, chứ vẫn có nhiều con cái thể lực nó tốt hay là này kia nọ, nó nhiều cái yếu tố khác nữa. Còn mình thì ví dụ như thay bằng phơi nắng lòng nhỏ thì mình phơi nắng lòng 80, 30 phút, tủ lại mang đi cắt. Đó, nó chỉ đơn giản thôi mọi người. Còn đối với những con chim mà mới thay lòng xong thì mà nắng dịu dịu á, mình có thể phơi 45 phút hoặc là 1 tiếng. Còn hiện tại bây giờ nắng khá là gắt mọi người. Hiện tại bây giờ nắng khá là gắt, cho nên nếu mà phơi 1 tiếng mình sợ con chim nó le lử luôn á. Thôi mọi người. Cái câu chuyện với con chim trà màu mọi người, nói ít thôi, tại vì nói nhiều là thật sự ngày hôm sau mình không biết nói gì luôn mọi người. Cho nên là mỗi video chỉ nói tí xíu thôi nha. Anh em đừng có trách mình sao cứ nói lòng vòng nha. Đó, nói chung thật sự là vậy. Tại vì cái con chim trà màu mà đi nói nhiều quá là ngày hôm sau không còn gì để nói nữa mọi người. Thành ra mình làm tí xíu thôi, rồi nói chuyện anh em mọi người cho vui xíu. Nói chung là mình quay YouTube nói chung cũng được hơn một năm nay, nhưng mà cái kênh Quốc Cà Tân thì được tầm khoảng 6 tháng mọi người. 6 tháng thì nói chung có lúc cũng rất là vui, nhưng mà có lúc nó cũng gọi là suy nghĩ đầu óc khá là nhiều mọi người. Tại vì mình làm cái gì thì cũng sẽ có người thích và sẽ có người không thích. Cho nên là mình cũng tối hôm qua thì mình cũng có hỏi bạn mình là những cái YouTuber khác mọi người, thì mình hỏi bạn mình có cái cách nào không. Thì bạn mình nói hả, thời gian đầu á, những bạn đó còn phải đi bệnh viện để mà khám bệnh mọi người, tại vì nó bị căng thần kinh á. Nó căng thần kinh á, tại vì một cái kênh YouTube á, mà cái người nào mà tâm huyết á, người ta cố gắng á thì mới thành công được. Còn làm YouTube mà làm gọi làm nửa vời á thì chắc chắn sẽ không bao giờ thành công được. Cho nên là đa số những cái kênh mà đã thành công như hiện nay á, đa số người ta rất là tâm huyết, người ta rất là cố gắng. Cho nên là người ta cố gắng chiều lòng tất cả anh em mọi người. Thành ra mỗi người mỗi ý, cho nên là nhiều khi nó sẽ vận dụng đầu óc khá là nhiều mọi người. Nhiều khi nó căng thần kinh á, mà cảm thấy mình giống như gọi là bị stress luôn mọi người, bị stress nặng luôn á. Cho nên mấy bạn đó khuyên mình là cứ thoải mái lên, cho nên là chắc chắn sẽ có người thích và sẽ có người không thích. Cho nên cứ thoải mái lên rồi cứ vui vẻ mà làm thì sẽ nhiều anh em khác yêu mến. Đó, chứ còn không thể nào tránh được cái chuyện đó. Rồi mình hỏi bạn đó là có nhiều cái bình luận mà anh em bình luận mà ví dụ như nó tiêu cực hoặc là nó không vui á, mình đọc á, mình cảm thấy nó căng thẳng á. Thì những bạn đó nói với mình á, thì thuê người mọi người, thuê người làm. Tức là thuê cái người cầm máy quay cho mình, nó sẽ đỡ cực cho mình. Tức là mình quay nó sẽ bắt theo kịp nhịp, nó sẽ hay. Còn mà mình quay một mình á, thì mình cứ đặt cái cây đứng ba chân á, xong rồi mình quay á, thì nó cứ cố định camera, nó không có bắt kịp nhịp hay là những cái nó theo đúng á, thì nó sẽ hay hơn. Thì những bạn đó khuyên mình là thuê người làm.
Thì ngày hôm nay chắc mình cũng tính thuê người làm thật mọi người. Thì mình thuê người làm nhưng mà mình không có trả lương tháng nha, mình trả lương ăn chia. Thì cái doanh thu kênh YouTube của mình á, tháng tháng 3 á, là được 172 đô, còn tháng 4 á, là được 173 đô, còn tháng 5 á, thì nó đang diễn ra nó chỉ mới hai mấy 30 đô thì phải đó. Thì mình chia coi như là mình chia, mình thôi người làm, nhưng mà anh em nào mà có thích làm YouTube á, thì có thể làm với mình nha, mình chia phần trăm đó. Ví dụ như là mình 80% đó, anh em còn lại là 20% đó. Ai muốn mà làm YouTuber thì có thể liên hệ mình nha, đó, để anh em hợp tác làm. Thì anh em mọi người biết rồi đó, 173 đô mà nhân cho 23.000 thì nó ra 3.979.000. 173 đô mấy á, mình nhớ không lầm là 173 đô mấy tháng vừa rồi đây á, là ra được 173 đô mấy, là nó ra được là 3.9 mọi người, 3.9 bảy mấy ngàn đó, mình nhớ lại vậy. Nhưng mà đó là cái số tiền chưa trừ thuế, trừ thuế là thuế rồi trừ cái quy đổi tiền đô sang tiền Việt á, thì nó rơi vào tầm khoảng thuế nó mất 7 đô hay sao á. Rồi cái quy đổi mà tiền đô sang tiền Việt, mỗi lần mà quy đổi nó mất 10 đô nữa. Thì cho 173, cho 153 đô đi. Đó, 153 đô. Thì bạn nào mà muốn đi làm với mình thì được hưởng 20%. Đó, ai muốn đi làm thì liên hệ với mình nha. Rồi. Cho nên là cái bài toán tiền bạc nó khá là đau đầu mọi người. Cho nên là nhiều khi á, mình ngày nào mình cũng quay video á, thì nhiều khi nó căng thẳng á. Cho nên là mình cũng có ngày buồn, có ngày vui, có ngày mình vui á, thì mình làm cái video nó hơi vui xíu. Mà có ngày mình hơi buồn buồn á, mình căng thẳng á, thì mình làm cái video nó hơi cọc một xíu. Đó, cho nên anh em mọi người thông cảm. Cho nên là làm quay video nó rất là khó, khó để mà chiều lòng tất cả mọi người lắm. Cho nên mình thì con người mình thì có bữa buồn bữa vui, ai cũng vậy á, mình cũng vậy, các bạn cũng vậy, cũng sẽ có bữa buồn bữa vui. Mà mình quay video ngày nào mình cũng quay á, thì cái bữa nào mà mình không vui á, mình quay cái video nó hơi cọc, thật sự nó hơi cọc. Cho nên cũng có khá là nhiều anh em góp ý, mình cũng rất là ghi nhận, mình đọc bình luận. Thì mình có hỏi mấy bạn của mình á, là có những cái bình luận mà cảm thấy nó khó chịu á, mình căng thẳng cái là mình ngày hôm đó là mình đọc những cái bình luận mà nó, người ta nói chung là bình luận nó trái chiều, nó ấy á, thì mình cảm thấy khó chịu. Mà khi mà mình khó chịu thì mình quay cái video nó sẽ rất là cọc. Thì bạn của mình là khuyên mình là thuê người làm, để cho người làm của mình là vừa quay video này vừa thả tim cho mình. Đó, cho mình khỏe. Đó mọi người. Đó thì 150 đô để mình nhân thử nha. 100 đô là 2.3 triệu, 150 đô là 1.150.000 nữa. 2.3 triệu cộng với 1.150.000 là 3.450.000. 3.450.000 cho 3.500.000 đi. 3.500.000 mà 20%, bạn nào làm với mình là 20%, 20% là 700.000 tháng hả? Đúng không ta? Ừ đúng rồi, cho 3.500.000 đi, trừ tất cả hết là còn 3.500.000. Thì bạn nào làm với mình được 20% thì 350.000 nhân 350.000 là 700.000 tháng. Bạn nào muốn quay video với mình thì cứ liên hệ nha. Đó mọi người. Thôi nói giỡn mọi người thôi, để cho anh em mọi người hiểu hơn tí xíu thôi. Thôi chắc cái video ngày hôm nay mình cũng xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại anh em mọi người ở video sau. Còn cái vấn đề mà chim chào màu á, nếu mà mình chia sẻ một ngày, hai ngày á, nó hết mất. Cho nên là cứ mỗi một ngày mình chia sẻ một cái nhỏ xíu thôi, rồi mình quay vlog chim cò đồ anh em mọi người tâm sự với nhau cho nó vui nha mọi người. Chứ nhiều bạn bắt mình chia sẻ một phát hết luôn thì ngày hôm sau hết chuyện nói mọi người. Thôi bye bye mọi người, chào tạm biệt mọi người.